Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kinh y lực sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Gioan chương 1 từ câu 35 tới 42 của ngày thứ năm trước lễ hiển linh và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đứng Messiah," nghĩa là đứng Kitô, và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá." Các bạn thân mến, trình thuật của đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hay về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên đi theo Ngài, và đồng thời cũng cho chúng ta biết rằng Gioan Tẩy Giả, ông cũng có những môn đệ tìm theo ông học hỏi và muốn tôn ông làm thầy. Do vậy Gioan vẫn tìm cách để giới thiệu cho các môn đệ của ông về một đấng cao siêu hơn ông, một đấng tuy đến sau ông, đến nỗi ông không xứng đáng cởi dây giày của người. Đứng ấy chính là chiên Thiên Chúa, đứng cứu độ trần gian. Đứng ấy mới là đứng của sự thật, của chân lý, là đứng mà ông từng loan báo trước đây. Khi vừa nghe Gioan giới thiệu như thế, hai môn đệ của Gioan liền bước theo Chúa Giêsu. Andre, sau khi biết Chúa Giêsu là đứng Kitô, là đứng Messiah, là đứng của sự thật, của chân lý, thì ông lại tiếp tục giới thiệu cho anh mình là Simon Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Andre đã nói với anh mình rằng: "Chúng tôi đã gặp đứng Messiah," nghĩa là đứng Kitô. Và rồi ông đã dẫn Simon Phêrô đến với Chúa Giêsu. Khi nhìn thấy hai môn đệ tiến về phía mình, Chúa Giêsu liền hỏi họ đi đâu và tìm ai. Hai môn đệ liền thưa với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Đức Giêsu đã mời họ hãy đến và xem chỗ của Ngài ở. Họ đã đi và ở lại ngày hôm ấy. Thánh Augustino đã gọi sự kiện ngắn ngủi này là những giây phút tuyệt hảo và thân mật bằng những lời như sau: các môn đệ tiên khởi đã có những giây phút thật tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta cũng hãy xây dựng trong tâm hồn của mình một nơi xứng đáng để Chúa đến gặp gỡ và dạy dỗ chúng ta. Đây cũng chính là bản chất của đời sống Kitô hữu, là hãy để Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta, hãy để Ngài gặp gỡ và hãy để Ngài ở lại bên chúng ta, cùng chia sẻ với chúng ta. Đó cũng là con đường và là tiến trình làm chứng nhân cho Chúa Kitô mà các môn đệ và các thánh đã từng trải qua. Về phần Đức Giêsu, sau khi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình, Đức Giêsu đã quay lại và nhìn vào những người đang theo sau Ngài. Cái nhìn của Đức Giêsu đã đánh động tâm hồn họ và làm cho họ khao khát thực sự được đến và ở lại với Ngài. "Thầy sống ở đâu?" Tin Mừng Thánh Gioan chương 1 câu 38. Họ đã hỏi người như thế và đã được Đức Giêsu đáp lại: "Hãy đến mà xem." Gioan chương 1 câu 39. Đáp lại lời mời gọi đó của Đức Giêsu, các môn đệ đã đến gặp gỡ Đức Giêsu. Họ lắng nghe lời của Ngài và họ đã sống với Ngài tối hôm đó. Đây là thời gian của sự thân mật và tin tưởng, thời gian được chia sẻ yêu thương.
Họ ở lại với Ngài cho đến ngày hôm sau khi mặt trời mọc trên khắp địa cầu. Thưa các bạn, khi bước theo Chúa Giêsu, Ngài không đòi hỏi mỗi người chúng ta phải từ bỏ cha mẹ, anh em và mọi sự để theo Ngài. Nhưng Ngài đòi hỏi nên mỗi người chúng ta tùy khả năng, tùy môi trường nơi chúng ta đang sống mà giới thiệu Chúa cho người khác biết. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải là những nhà hùng biện để nói về Chúa thật hay hầu lôi cuốn người khác. Nhưng Đức Giêsu chỉ mong ước làm sao trong cách sống đức tin của mỗi người chúng ta như là lời mời gọi tha thiết mọi người đến tìm Thiên Chúa tình yêu. Hay nói một cách khác, như chính Thánh Phaolô đã từng nhắn nhủ chúng ta: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Được đốt cháy bởi ngọn lửa của mặt trời đến từ cõi trời cao để soi sáng những ai ở trong bóng tối, Tin Mừng Thánh Luca chương 1 từ câu 78 tới 79. Từ đó các môn đệ đã bắt đầu làm tỏa lan ánh sáng đó, như một Thánh Phanxicô đã từng thực hiện điều đó khi Ngài đem ngọn lửa yêu thương đó xuyên qua các đường phố, qua các quảng trường, qua các làng mạc, và Ngài đã thét lên: tình yêu là sức mạnh của ngọn lửa không bao giờ có thể bị dập tắt. Có những lời thân tình của Đức Kitô, Ngài mời chúng ta không những chỉ đến mà xem, mà Ngài còn muốn chúng ta, hay nói một cách khác, muốn các môn đệ tiên khởi tin vào Ngài. Bởi tin vào Đức Giêsu không có nghĩa thuần túy chỉ là chấp nhận một giáo điều nào đó, mà là chấp nhận chính Ngài cũng như sứ vụ của Ngài. Nói khác đi, tin vào Đức Giêsu chính là cần có một trải nghiệm sống động, gần gũi, mật thiết, hết sức riêng tư với Ngài. Khi tin vào Ngài như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ đặt Ngài làm trung tâm cuộc đời và sứ vụ của họ. Nếu không có một trải nghiệm như thế, thì trong khi thi hành sứ vụ, các môn đệ dễ tìm cách làm theo ý riêng và quy chiếu mọi sự về phía mình thay vì quy chiếu về Chúa Giêsu. Sau hết, chúng ta cùng cầu xin lạy Chúa, xin cho mọi người chúng ta cũng luôn biết tìm Chúa, sống thân mật với Chúa và đem Chúa đến cho mọi người khác. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy yêu thương của Đấng đã đến với chúng ta.